Trong tập trước, Lập Đen sau khi từ tinh cung trở về Lạc Vân Tông, liền đóng cửa bế quan thử đột phá hóa thần kỳ, tuy nhiên hắn đã thất bại. Sau đó, Lập Đen quyết định đi đến Đại Tấn một chuyến, vừa để cướp lấy Quỷ La Phiên của Âm La Tông, vừa để giết chết tông chủ của môn phái này, tránh hậu họa sau này cho Nam Cung Uyển và Lạc Vân Tông. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Thế nào, Hàn đạo hữu đối với loại khí cụ bày trận này không cảm thấy hứng thú sao? Nếu là đạo hữu muốn, bản các sẽ bán ưu đãi cho đạo hữu một bộ. Lão giả cười nhìn Hàn Lập nhưng sâu trong lòng ánh lên một tia giả hoạt, tựa hồ chắc chắn Hàn Lập sẽ đáp ứng. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt sán khổ nguyên bản đang tươi cười chợt ngưng trệ. Tại hạ vẫn muốn có phương pháp luyện chế giới từ không gian, trầm ngâm hồi lâu Hàn Lập lắc lắc đầu nói. Lần này thì chẳng những hai người lão già cùng bạch diện trung niên thần sắc biến đổi, vị diễm trúc tăng nhân kia đang ở một bên cúi đầu suy nghĩ cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Lập một cái. Đạo hữu đã kiên trì như thế xem ra đã có cân nhắc kỹ càng, nhưng hẳn cũng nên nói đạo lý một chút chứ. Bản lão già ánh mắt chớp động, thở dài một tiếng, một bàn tay đặt trên thành ghế gõ gõ rất có quy luật. Hàn Lập thấy hành động này của lão già xem như không có, trong miệng bình tĩnh nói, rất đơn giản, khi tại hạ phát hiện khe không gian kia thì đã có chút không ổn. Tại hạ không tin tưởng vào bộ khí cụ bày trận kia có thể ngăn cản không gian không bị sụp đổ. Hàn Mỗ đối với phương pháp này ở tình thế bắt buộc. Hàn Lập nhìn chăm chăm vào lão giả, ý tứ không để cho hắn có thể cự tuyệt. Nghe được lời nói của Hàn Lập, Sán Khổ nhướng mày, hiển nhiên câu trả lời của Hàn Lập hắn cũng đã đoán trước được, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Muốn phương pháp luyện chế giới từ không gian cũng được, trước hết cứ luận bàn cùng lão phu một chút rồi tính sau. Đúng lúc này, không gian truyền đến một thanh âm già nua, sau kho ngân quang chợt lóe, một đạo độn quang trong nháy mắt từ ngoài bắn vào, sau đó xuất hiện một lão tăng mặc ngân bào. Vừa thấy lão tăng, Sán Khổ cùng Diễm Trúc nguyên bản đang ngồi cuốn quýt đứng dậy đón chào. Bản lão già trong mắt khó nén một tia vui mừng. Nguyên Chí đại sư, người đã đến rồi, tham kiến Nguyên Chí sư huynh. Hai người này cứ như vậy xưng hô nói. Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt có chút hứng thú đánh giá tăng nhân này. Tăng nhân này tuy rằng không trẻ giống như Diễm Trúc nhưng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, bộ dáng thập phần nho nhã, thật sự không thể cùng thanh âm gia nô kia là phát ra bởi hắn. Chẳng qua cái tên Nguyên Chí này hắn cũng có nghe nói qua, tăng nhân này tựa hồ là một trong tứ đại Phật tông Lôi Âm tông trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ, cùng với các Phật tông tu sĩ khác có chút bất đồng. Vị này tại Đại Tấn thanh danh rất lớn, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị kim cương hộ pháp cực kỳ thưa thớt, đối với đạo nho hai môn, tựa hồ bộ dáng không đúng lắm, cùng với những thứ khác hắn cũng không biết nhiều. Nguyên lai là Lôi Âm tông Nguyên Chi đại sư, thật không nghĩ đại sư lại là khách khanh trưởng lão của Thiên Cơ Các. Hàn Mỗ thật sự thất kính đánh giá ngân bào tăng nhân một lát. Hàn Lập cười mà như không ngồi trên ghế ôm quyền thi lễ, thật sự không biết Hàn đạo hữu từ tông môn nào đến, bần tăng tựa hồ chưa thấy qua đạo hữu. Gặp Hàn Lập bộ dáng đủng đỉnh, ngân bào tăng nhân hai mắt tinh quang chợt lóe, hỏi không chút khách khí, Nguyên Chí đại sư không biết Hàn Mỗ cũng là chuyện bình thường, tại hạ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Âm tông cao tăng. Hàn Lập cười hắc hắc, bộ dáng lười biếng nói, Nguyên Chí sư huynh có thể là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn thí chủ, nhưng thanh danh Hàn đạo hữu người tuyệt nhiên không phải lần đầu nghe tới, vị Diễm Trúc đột nhiên vừa nói. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, nhất thời quay đầu nhìn về hướng người kia. Sán Khổ nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức như nghĩ đến cái gì đó. Nga, Diễm Trúc sư đệ nói lời này ý là sao? Ngân Bảo tăng nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Sư huynh hay là đã quên sự tình hơn 200 năm trước tại Côn Ngô Sơn cùng ma thú náo loạn Tử Cực Cung? Nếu sư đệ đoán không sai thì hai sự kiện chấn động một thời đó Hàn đạo hữu cũng có tham gia, hơn nữa còn gây nên không ít ảnh hưởng. Diễm Trúc thong dong nói, Côn Ngô Sơn, Tử Cực Cung, chẳng lẽ người mà Âm La Tông cùng Tiểu Cực Cung vẫn truy nã là người này? Ngân Bảo Tăng vừa nghe thấy lời này thì cả kinh, mắt lộ ra kỳ quang một lần nữa đánh giá Hàn Lập. Sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có người nhớ đến sự tình năm đó sao? Như thế nào, các vị muốn bắt tại hạ giao cho hai nhà sao? Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với suy đoán của Diễm Trúc đã xác định. Ha ha, Hàn huynh chớ nói đùa, Âm La Tông cùng Tiểu Cực Cung tuy cũng là thế lực không nhỏ nhưng bọn họ cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì. Bản các như thế nào lại xuất lực làm chuyện lấy lòng người này? Chẳng qua, đại danh của Hàn huynh Sán Mỗ đã nghe như sấm bên tai, nghe nói Âm La Tông cả lão ma cùng Tiểu Cực Cung Hàn Ly đều táng mạng dưới tay đạo hữu, không biết có sự tình này không? Bản lão già vừa nghe thấy Hàn Lập thản nhiên thừa nhận, trong lòng vừa động một chút, khuôn mặt có chút miễn cưỡng tươi cười đi lên. Chuyện năm đó cũng có chút nguyên do khác, về phần chuyện của cả lão ma cùng Hàn Ly thượng nhân nói ra có chút không tiện, chỉ sợ các vị đạo hữu có chút không tin. Khóe miệng Hàn Lập nổi lên một tia cười lạnh, trả lời, nghe nói Hàn huynh năm đó tu vi chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh, nếu đúng như lời của ngoại nhân đồn đại thì đạo hữu có thể giết hai vị đại tu sĩ, hiện nay lại tiến giai thành hậu kỳ, thần thông chẳng phải càng thêm kinh thiên? Bần tăng thật muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút. Ngân Bảo tăng nhân thần sắc biến đổi, ngưng trọng nói, Nguyên Chí đại sư, không bằng như vậy đi,
Nếu Hàn huynh thật tình muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, bản các cũng không phải là không thể thương lượng. Sán Khổ nghe được lời nói của tăng nhân thì vội vàng khuyên can nói. Thoạt nhìn, vị Hàn Lập này từng đã oanh động Đại Tấn một thời gian ngắn, vị thiên cơ các chủ này tâm tư nhất thời biến đổi, không nghĩ muốn cho vị khách khanh đại trưởng lão cùng Hàn Lập giao thủ nữa. Sán Khổ đạo hữu không cần khuyên can lão nạp nữa, cho dù không có sự tình của giới tử không gian thì bần tăng nhất định phải cùng Hàn đạo hữu luận bàn một chút. Dù sao Nguyên Anh hậu kỳ đã dừng lại hồi lâu, đang muốn cùng một ít đồng giai đạo hữu trao đổi một phen, xem liệu có thể lĩnh ngộ được gì không. Hàn đạo hữu nếu thực sự lợi hại như thế, lão nạp càng không thể bỏ qua cơ hội này. Ngân Bảo tăng nhân nhìn chằm chằm vào Hàn Lập nói. Nghe được lời nói của Ngân Bảo tăng nhân, Sán Khổ khuôn mặt chảy dài, vừa quay đầu thì thấy Diễm Trúc đang đứng một bên, ánh mắt lóe sáng. Sán thí chủ không cần quá lo, nếu là luận bàn thần thông thì Nguyên Chí sư huynh cùng Hàn đạo hữu tất biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu, để họ trao đổi một lát cũng tốt. Nói thật, bần tăng cũng muốn xem thấy thần thông của đại tu sĩ đến từ thiên nam này. Thiếu niên tăng nhân mỉm cười nói. Bàn lão già nghe vậy nhất thời hết nói nổi. Ngươi cũng biết lai lịch của Hàn mỗ. Vừa nghe Diễm Trúc đề cập đến thiên nam, Hàn Lập trong lòng chợt thấy rùng mình, sắc mặt âm trầm xuống. Hàn huynh không cần kinh ngạc, tuy rằng lai lịch của đạo hữu trong mắt tu sĩ bình thường rất thần bí, nhưng đối với chính ma thập đại tông môn chúng ta mà nói cũng không quá khó tìm hiểu. Đạo hữu nghĩ Âm La tông cùng Tiểu Cực cung không tra ra xuất thân của đạo hữu sao? Chẳng qua bọn họ sợ thần thông hiện nay của đạo hữu mà đành vờ như không biết thôi. Dù sao năm đó hai tông môn mất đi một vị đại tu sĩ, còn lại cũng có nhiều vị nguyên anh trưởng lão ngã xuống. Hiện giờ họ đang bận tâm đến sự dòm ngó của các thế lực khác, không tiện trêu chọc đạo hữu. Nếu không tại sao mấy năm nay đạo hữu có thể yên ổn sống tại thiên nam như vậy? Diễm Trúc tựa hồ như biết trong lòng Hàn Lập đang nghĩ gì, không nhanh không chậm nói. Điều này cũng đúng, các tông môn khác ta không biết, nhưng Âm La tông hơn nửa là biết rõ lai lịch của ta. Chẳng qua nếu không vì việc của giới tử không gian, tại hạ cũng không có hứng thú cùng tu sĩ đồng giai giao thủ. Trừ phi Sán Khổ đạo hữu hứa hẹn, nếu tại hạ chẳng may thắng Nguyên Chí đại sư thì thiên cơ các nguyện ý đem phương pháp luyện chế ra giao dịch. Hàn Lập thần sắc dần hòa hoãn lại. Ngân Bảo tăng nhân nghe thấy thế thì ngẩn ra, liếc mắt nhìn lão béo một cái. Vị thiên cơ các chủ này tâm tình bất định, nhưng sau một lát dường như đã thông suốt, nhoẻn miệng cười nói, nếu Hàn đạo hữu đã tự tin như thế, Sán mỗ như thế nào lại từ chối. Chỉ cần Hàn huynh thực cùng Nguyên Chí đại sư luận bàn chiếm thế thượng phong, bí thuật luyện chế giới từ không gian này giao cho đạo hữu lại có gì đáng ngại. Hàn đáp ứng một tiếng rồi ngồi xuống. Có những lời này của Sán Khổ đạo hữu, Hàn mỗ cũng muốn lĩnh giáo một chút thần thông của Nguyên Chí đại sư. Nói thật, tại hạ đối với bí thuật của Phật tông cũng có chút nghiên cứu, hy vọng đại sư đừng làm cho Hàn mỗ thất vọng. Hàn Lập cười hắc hắc, lập tức đứng dậy nói không chút do dự. Lời nói vừa nói ra, các kết đan kỳ tu sĩ đứng hai bên đều xôn xao một chút, trên mặt không chút che giấu vẻ hưng phấn, mà vị Diễm Trúc kia lại đứng một bên mỉm cười, bộ dáng có chút bí hiểm. Ngân Bảo tăng nhân hai hàng lông mày nhướng lên cười lạnh, sau đó khuôn mặt nho nhã của hòa thượng lộ ra vài phần sát khí. Lấy thần thông của hai vị đạo hữu, tại thiên cơ điện giao thủ sợ có chút không ổn, không bằng đi ra bên ngoài luận bàn, như thế nào? Đối với hai vị mà nói, cấm không cấm chế tất nhiên không chút ảnh hưởng. Sán Khổ đánh giá một chút nói ra lời đề nghị, tất nhiên là có thể, bần tăng không có ý kiến. Ngân Bảo tăng nhân chậm rãi gật đầu, cứ theo ý của Sán các chủ đi. Hàn Lập lộ ra bộ dáng không quan trọng, đoàn người lập tức đi ra khỏi đại điện, đứng tại cửa điện, bỏ lại mọi người đứng trên mặt đất. Hàn Lập cùng Ngân Bảo tăng nhân quanh thân thanh quang chớp động, hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt lên trời, còn tăng nhân dưới chân sinh ra bạch sắc liên hoa, nhẹ nhàng bay lên một cách từ từ. Một lát sau, hai người liền phân biệt đứng tại khoảng không trên thiên cơ điện, đối mặt cách nhau khoảng 10 trượng, mà Ngân Bảo tăng nhân nhìn Hàn Lập trong chốc lát, bỗng nhiên trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, trên mặt bỗng hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Hàn Lập thấy cảnh này nguyên bản vẻ lười nhác chợt tắt, đột nhiên hỏi, nghe tiếng đã lâu, Nguyên Chí đại sư là Phật môn Kim Cương hộ pháp, pháp quyết tu luyện chẳng lẽ là Minh Vương quyết? Nga, không thể tưởng tượng được đạo hữu đối với công pháp Phật môn chúng ta cũng có chút hiểu biết, lão nạp tu luyện đúng là pháp quyết này, mong đạo hữu chỉ một phần. Ngân Bảo tăng nhân nghe thầy Hàn Lập nói tên pháp quyết ra đầu tiên ngẩn ra, nhưng lập tức ngạo nghễ nói, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, trong miệng âm thanh chợt hiện, một đám ký hiệu màu bạc theo Ngân Bảo trực tiếp trôi nổi hiện ra, không chỉ khuôn mặt mà cả người bắt đầu biến thành màu vàng nhạt, trông giống như một pho tượng kim thân là hắn. Hàn Lập thần sắc biến đổi, trong lòng chợt rung mình, đối phương đã biểu hiện ra rõ ràng là tu luyện tới tầng 4 Minh Vương quyết, theo lý thuyết thì thân thể đối phương có thể cùng pháp bảo bình thường còn cứng rắn hơn. Nếu là phi kiếm bình thường thì chỉ sợ đối phương có thể dùng tay không ngăn cản. Chẳng qua, nếu đối phương chỉ có trình độ này mà nói thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Lập cũng không nói gì, tay áo chợt run lên, nhất thời một trận thanh minh. Hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng theo cổ tay bay ra hóa thành từng đạo kiếm quang xoay quanh người. Lập tức Hàn Lập cũng nói ra một loại pháp quyết, hướng không trung nhẹ nhàng điểm một cái.
Tất cả kiếm quang run lên, kim mang đại phóng, một hóa bảy biến ảo thành mấy trăm đạo phi kiếm. Chỉ cần hơi bay lượn, kiếm khí màu vàng cơ hồ bao phủ non nửa không trung tạo thành một bảng kim quang cuộn sóng, thanh thế cực kỳ kinh người. Sán Khổ cùng các tu sĩ kết đan kỳ đang đứng xem ở phía dưới thấy cảnh này sắc mặt không khỏi đại biến. Không cần vị Hàn đại tu sĩ này thi triển thần thông gì, chỉ cần nhiều kiếm quang cùng nhau cuồn cuộn xông tới như vậy chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường tuyệt không dám ngăn cản. Ở phía đối diện, Ngân Bảo Tăng Nhân thấy cảnh này thì lại thờ ơ nhấc hai tay lên, trong tay linh quang hai màu hồng lục chớp động, phân biệt xuất hiện 21 cây thiền trượng màu đỏ đậm và một chuỗi Phật châu màu xanh biếc. Đúng lúc này Hàn Lập đứng đối diện hai tay bấm pháp quyết, mấy trăm đạo kiếm quang hóa thành một phiến màu vàng sáng mờ, quét về phía Ngân Bảo Tăng Nhân. Tới tốt, Tăng Nhân trong miệng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhấc tay lên, thiền toa hóa thành một con dao long màu đỏ đậm trực tiếp nghênh đón, tay kia Phật châu cũng phóng ra ngoài, hóa thành nhiều điểm lục quang chớp động, hợp với nhau tạo thành một tầng lục sắc quang mạc đem hắn bảo hộ vào bên trong. Lập tức vị Phật tông đại tu sĩ này hai mắt nhìn xuống, hai tay biến ảo không ngừng, tựa hồ như phải thi triển thần thông cực kỳ huyền ảo nào đó. Con dao long đỏ đậm kia lắc mình, chui vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm đã biến thành kim hà kia. Cũng không biết thiền toa này chế tạo từ tài liệu nào mà tuy rằng dao long bị mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời chạm đến trong nháy mắt thế nhưng kim mang hồng quang lại đan xen vào nhau, không bị phiến kiếm quang chạm thành mảnh nhỏ. Ngược lại xích dao không cam lòng yếu thế dương nanh múa vuốt gắt gao cắn xé kim hà, bộ dáng không chức lạc xuống hạ phong. Vạn năm hỏa san hô Hàn Lập thấy tình hình này thì thào một tiếng trong miệng, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tuy rằng khảm nhập canh tinh vào phi kiếm sắc bén vô cùng nhưng tại nhân giới còn có vài loại tài liệu hoàn toàn có thể ngăn cản nó. Loại vạn năm hỏa san hô này chính là một trong số đó. Chỉ có điều loại tài liệu trình độ này vô cùng hiếm gặp, chỉ sợ so với canh tinh còn khó kiếm hơn. Thiện toa của vị Nguyên Chí đại sư dùng đúng loại tài liệu này, hơn nữa tỷ lệ còn không thấp nếu không tuyệt không dám ngăn cản nhiều phi kiếm nhất tề chạm xuống như vậy mà bình yên vô sự. Hàn Lập trong lòng thấy kinh ngạc, bất quá thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng tuyệt không chỉ nhờ vào độ sắc bén mà thủ thắng. Lúc này thúc giục thần niệm, một phần kiếm quang tiếp tục cuốn lấy dao long bộ phận còn lại xoay quanh một cái bay qua một bên hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến chỗ Tăng Nhân. Mắt thấy vô số kim mang bay nhanh mà đến, Tăng Nhân hai tay đang thi triển Phật ấn chỉ liếc nhìn, tựa hồ đối với Phật châu biến ảo thành quang mặc tin tưởng 10 phần. Hàn Lập thấy vậy trong lòng thầm cười lạnh, kim mang phi kiếm đại phóng, uy năng lại lớn hơn 3 phần. Phốc phốc nhiều tiếng động lớn vang lên liên tiếp, kim mang lướt qua đều đánh lên trên quầng sáng. Nhưng dường như đánh lên cây khô và nặng nề làm cho lục mạc kia run rẩy một trận nhưng không thể xuyên thủng qua được. Hàn Lập thấy vậy thần sắc biến đổi nhưng âm thầm thúc giục pháp quyết. Nhất thời, hơn trăm đạo kiếm quang phụ cận Ngân Bảo Tăng Nhân đồng thời run lên, nhất thời hướng trời cao tụ lại. Hào quang bắn ra bốn phía tạo thành một vòng màu vàng bay lên. Nhưng khi kim quang vụt tắt, một kim kiếm dài một trượng xuất hiện. Hàn Lập lúc này không chút do dự hướng đối diện nhẹ nhàng điểm một cái. Bụp một tiếng động vang lên. Mặt ngoài kim kiếm vốn ảm đạm nổi lên một tầng hàn quang màu trắng ngà, tinh băng thật dày lập tức hiện ra hóa thành một thanh băng kiếm cự đại dài hơn 10 trượng. Kiếm này thể tích thật khổng lồ, phi thường trong suốt làm cho ai thấy cũng phải hít một ngụm lương khí. Ngân Bảo Tăng Nhân nguyên bản vẫn đang cúi đầu bấm quyết đột nhiên ngẩng đầu lên sắc mặt đại biến, mà Hàn Lập lúc này đang đứng đối diện một tay vung lên trong miệng lạnh lùng nói chàm. Băng kiếm nhoáng lên một cái liền hung hăng hạ xuống, chưa thực sự chạm xuống lục sắc quang mạc nhưng vùng không gian phụ cận có thể thấy được một tầng dao động. Đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn giống như một tòa băng sơn hùng hổ áp xuống. Ngân Bảo Tăng Nhân trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, bạch sắc quang liên, bông sen trắng xoay tròn rồi hạ xuống, cả người cùng liền cùng thất sắc Phật quang tiêu thất, cự kiếm mang theo tiếng động chạm vào khoảng không. Ngay sau đó, cách cự kiếm khoảng vái trượng bạch quang chợt lóe, liên hoa xoay tròn hiện ra, lập tức Tăng Nhân cũng xuất hiện một cách quỷ dị ở trên bạch liên, đồng thời trong tay kết ấn biến đổi, trên người tỏa ra linh áp kinh người. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ảo ảnh cao 5-6 trượng, hư ảnh này toàn thân kim quang bao phủ, khuôn mặt dữ tợn hung ác, tóc quăn, nửa người đề trần, thế nhưng nghe đồn thì đó lại là hình tượng Phật môn kim cương độc nhất vô nhị. Mà ngay khi hư ảnh này xuất hiện, trong nháy mắt, Ngân Bảo Tăng Nhân hét lớn một tiếng, hai quyền hướng băng kiếm xa xa oanh tới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn xuất hiện, hư ảnh kim cương cùng Tăng Nhân đều trợn mắt, trong mắt đảo liên tiếp, kết giới rắn chắc đối mặt với thân kiếm. Hai luồng kim mang va chạm với nhau tại băng kiếm một cách bạo liệt thế nhưng cự kiếm lớn như vậy lại bị nổ một tiếng, một kích đánh bay, quay cuồng giữa không trung một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại được. Hàn Lập vội vàng nhìn hướng băng kiếm, trên thân kiếm tử hồng hỗn loạn, trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì chỗ cự kiếm bị hư ảnh kim quang kia đánh trúng, tầng băng dày tấp tấp vỡ vụn, lộ ra bản thể kim kiếm bên trong. Đây là loại công pháp gì? Không giống Minh Vương Quyết nhưng lại hình như có quan hệ với Minh Vương Quyết. Hắn trong lòng cảm thấy vài phần kinh nghi, chẳng qua trong lần tế luyện phi kiếm sau đó, hắn đã khảm nhập nhiều huyền ngọc tới nỗi làm cho người ta cảm thấy cứng họng. Mỗi thanh đều có thể chịu đựng một cái cực hạn,
cho nên Thanh Trúc Phong Vân kiếm ẩn chứa hàn khí lợi hại kia tất nhiên không có khả năng bị một kích kia gây hư hại. Hàn Lập thần niệm vừa động, tại nơi băng kiếm thoạt nhìn hư tồn kia hàn quang màu trắng ngà chớp động vài cái, nơi băng vỡ lại khôi phục như cũ. Lập tức băng kiếm không chút khách khí hoành ngang chém về phía Ngân Bảo Tăng Nhân, uy lực của băng kiếm cũng không suy giảm chút nào, giống như lần hao tổn trước không xảy ra vậy. Lần này thì Ngân Bảo Tăng Nhân thực sự cảm thấy đau đầu, sắc mặt hắn trầm xuống, chưa thi triển pháp thuật né tránh mà thân hình chớp động, hai cánh tay đột nhiên hóa lớn, hướng thanh băng kiếm đang bay tới như chớp hợp lại. Phanh một tiếng, kim cương hư ảnh đồng dạng động thủ, thế nhưng lại dùng hai cánh tay chuẩn xác đem băng kiếm giữ lại giữa không trung, làm cho nó không thể tiếp tục hạ xuống thêm chút nào. Phải biết rằng tuy rằng Phật môn hư ảnh này cũng không thể nói là nhỏ, nhưng nếu so sánh với băng kiếm thì thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Như thế trong nhất thời, băng kiếm thật sự bị hư ảnh ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong. Trong mắt Hàn Lập co rút lại, trong lòng thực sự có vài phần hoảng sợ. Phải biết rằng không chỉ băng kiếm tự thân sở hữu lực lượng rất lớn, cái chính là huyền ngọc vạn năm bản thân lạnh vô cùng, có thể đông cứng tất cả mọi thứ pháp bảo, pháp khí mà hư ảnh kim cương lại không thèm quan tâm dùng hai tay là có thể chặn lại, một chút khác thường cũng không có. Loại bí thuật này thật sự không phải tầm thường. Tuy nhiên, Hàn Lập đảo mắt qua Ngân Bảo Tăng Nhân ở phía dưới hư ảnh thì tựa hồ sắc mặt không thoải mái như hư ảnh trên đầu. Tuy rằng song trưởng vẫn không nhúc nhích, nhưng thân mình ngồi chồm hồm xuống một cách không tự chủ, đồng thời kim quang trên mặt chớp động không thôi, bộ dáng hết sức chật vật. Hàn Lập không khỏi cảm thấy nhíu mày một chút. Vị nguyên trí đại sư này bí thuật tựa hồ có chút tương tự cùng lục cực chân ma công, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Lục cực chân ma công tuy rằng đồng dạng tại phía sau huyễn hóa thành lục đạo ma ảnh, nhưng ma ảnh này là mượn dùng ngoại lực, là tu luyện giả mượn ma khí của ma thủy tổ hóa thành mà thi triển ma công. Còn tăng nhân gọi về hư ảnh kim cương lại tựa hồ do pháp lực bản thân hóa thành, mà bí thuật này uy lực lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sự hỗ trợ của Minh Vương Quyết. Cái khác không nói, nếu tăng nhân này mà Minh Vương Quyết không tu luyện tới tầng thứ tư thì dưới một kích của cự kiếm, cho dù hư ảnh kim cương có tiếp chiêu thì cũng sớm không thể chống đỡ mà vỡ nát rồi. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Thanh Trúc Phong Vân kiếm lại không chỉ có chừng ấy khả năng, hai tay liền kết kiếm quyết, thần niệm lập tức thúc giục phi kiếm khác đến. Tiếng sấm sét vang lên, băng kiếm bỗng nhiên hóa thành từng đạo điện mãng màu vàng thô to như cánh tay, lao thẳng về phía hư ảnh. Gì? Ngân Bảo Tăng Nhân trên mặt cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới phi kiếm của Hàn Lập lại có nhiều thần thông như vậy, không kịp nghĩ nhiều, toàn lực phun thẳng ra phía trước một cái. Tuy rằng tăng nhân trong miệng cũng không phun ra đồ vật gì, nhưng lại bất đồng với khi thao túng hư ảnh kim cương, trong miệng phun ra một cỗ kim sắc hào quang, linh quang chớp động, đem mấy đạo điện giao thổi bật ra làm cho chúng không thể lại gần. Cơ hồ cùng lúc đó, Ngân Bảo Tăng Nhân lại hét lớn một tiếng, đôi tay hư ảnh kim cương kẹp lấy băng kiếm chợt dùng chút lực, trên băng kiếm đang bị kẹp ở giữa tỏa ra một lớp ngân quang, hai tay kim quang chói mắt, vết rách mở rộng trong nháy mắt, băng trên thân kiếm vỡ vụn ra rơi xuống. Ngân Bảo Tăng Nhân đã tính toán dùng lực lượng của kim cương bát nhã đem băng kiếm hoàn toàn bẻ gãy, nhưng là vị cao tăng này hiển nhiên tính toán có chút sai lầm. Hàn Lập thấy thế cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, băng kiếm đang nghênh chiến liền thanh minh một tiếng, hóa thành từng đạo tơ vàng lập tức tản ra. Mặc dù hư ảnh kim cương phản thủ bắt chụp vài cái, nhưng mỗi đạo tơ vàng đều thông linh, xoay quanh một cái xảo rượu nhà tránh, làm cho hư ảnh một chút thu hoạch cũng không có. Hóa kiếm vi ti, nguyên lai Hàn đạo hữu là một vị tu sĩ tinh thông kiếm quyết. Phía dưới hư ảnh tăng nhân ngẩn ra, thì thào một câu, tại hạ chỉ có chút hỏa hậu như vậy nào dám xưng là kiếm tu. Nhưng thật ra bí thuật của nguyên trí đại sư thi triển ra đã làm cho Hàn Mỗ mở mang tầm mắt một phen, không biết lai lịch của thần thông này như thế nào. Hàn Lập nhàn nhạt cười, phi kiếm đã quay lại sau lưng, bình tĩnh hỏi, trước mắt không phải sinh tử chiến, hắn thật sự không cần truy đánh, chỉ là chút tài mọn cũng không tính là cái gì, chẳng qua có chút phù hợp với Minh Vương Quyết mà thôi. Ngân Bảo Tăng Nhân đồng dạng cười hắc hắc, cũng không nói rõ ràng, căn bản không muốn để lộ bộ dáng thật. Hàn Lập nghe xong cũng nở một nụ cười, thần thông Phật môn quả nhiên không tầm thường, nghĩ đến lại dùng các thủ đoạn bình thường thì chúng ta rất khó trong thời gian ngắn phân thắng bại, mà Hàn Mỗ sau đây sẽ sử dụng các pháp bảo có uy lực lớn, nguyên trí đại sư cũng nên cẩn thận. Hàn Lập khôi phục lại thần sắc ban đầu, đầy thâm ý nói. Nói xong, 10 ngón tay Hàn Lập hướng phía tăng nhân vẩy ra, 10 đạo hồng ti chợt lóe, bắn nhanh mà ra, nhưng bỗng nhiên nhoáng lên một cái không thấy tăm tích. Tiếp theo tay áo run lên, một đoàn tam sắc quang diễm bắn ra, hóa thành một cây quạt tam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, xoay tròn một cái đã chế trụ được, linh lực cuồng phóng, hướng đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái, một tiếng phượng minh truyền ra, một con tam sắc hỏa điểu dài vài thước trong quạt bay ra, liền thẳng tiến đến tăng nhân đối diện. Lập tức Hàn Lập lại hé miệng, một viên trâu màu trắng vọt ra khỏi miệng liền cuồng trướng, hóa lớn khoảng một thước, một cỗ hàn diễm màu tím ở mặt ngoài viên trâu quỷ dị úp lên. Hàn Lập cũng không có hành động khác, chỉ hướng viên trâu này nhẹ nhàng phất tay áo một cái, ngay lập tức một biển lửa màu tím hiện lên trước người, cuồn cuộn bốc lên cao mấy trượng,
hùng hổ quét thẳng về phía đối diện, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngân Bảo Tăng Nhân đứng đối diện thấy các hành động của Hàn Lập thì thần sắc cũng trịnh trọng cực kỳ, đồng dạng một tay xoay chuyển, một bình nhỏ màu xám bạc xuất hiện ở trên tay. Nhưng không chờ Tăng Nhân tế ra vật ấy, đột nhiên phía trên không trước hư ảnh kim cương hồng quang chợt lóe, mười đạo hỏa tì bắn ra. Kết quả đang vài tiếng, hai phương nhất thời va chạm, thế nhưng hỏa tì không thể xuyên thủng hư ảnh mảy may. Tăng Nhân đối với sự tình này không chút để ý, ánh mắt hướng về phía tam sắc hỏa điều, hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy rằng lần đầu tiên thấy được tam diễm phiến thế nhưng tam sắc hỏa điều đang bắn ra linh lực kinh người làm cho hắn cảm thấy như lâm đại địch, trong lòng không dám khinh thị mảy may. Nhưng ngoài dư liệu của Tăng Nhân, mười đạo hỏa ti kia mặc dù không thể xuyên thủng hư ảnh màu vàng nhưng hồng quang đột nhiên lóe sáng hóa thành một đóa hỏa liên màu đỏ thô to, xoay quanh một cánh em hư ảnh màu vàng gắt gao trói buộc bên trong. Tăng Nhân thấy vậy đầu tiên ngẩn ra, lập tức đưa tay bắn lên không trung, một đạo kiếm quang màu trắng theo đầu ngón tay lóe ra bay thẳng đến chém tới hỏa liên. Một tiếng giòn vang, hồng quang và bạch quang đan vào nhau, kiếm quang chém hỏa liên đứt một đoạn nhỏ nhưng không đứt đoạn hoàn toàn được. Lần này Ngân Bảo Tăng Nhân sắc mặt thật sự trầm xuống. Phía đối diện, tam sắc hỏa điều cùng tử sắc hỏa lãng trước sau quét đến. Dưới tình thế cấp bách, Tăng Nhân đột nhiên giẫm một chân lên bạch liên, đồng thời trong miệng vang lên một tiếng rùng ngâm, hai cánh tay vươn ra phía ngoài một cách ngưng trọng. Kim ảnh dường như cảm nhận được sự lo lắng của Tăng Nhân, đột nhiên cả người kim quang đại phóng, thân thể khổng lồ tăng trưởng một cách nhanh chóng, biến lớn khoảng 7-8 trượng. Nhưng làm cho Tăng Nhân lo lắng trong lòng là sự tình xảy ra tiếp theo. Hỏa liên theo sự lớn lên của kim ảnh cũng tăng trưởng theo, bộ dáng không có chút vất vả nào. Tăng Nhân hai tay lại bấm quyết niệm chú, hư ảnh màu vàng trong không trung lại thu nhỏ lại, nhưng hỏa liên cũng đồng dạng thu nhỏ theo như giòi bám vào trong xương, cắt gào bám phía trên thân hình hư ảnh, không cho thoát ra. Lần này sắc mặt Tăng Nhân đã thật sự đại biến. Mắt thấy tam sắc hỏa điều đối diện đang bay đến gần, hắn bất chấp chuyện của hư ảnh phía trên, vội đem bình ngọc trong tay ném vào không trung. Ngân bình xoay quanh một cái, sau đó miệng bình hướng thẳng đến hỏa điều, ngân quang đại phóng, trong bình truyền ra từng đợt tiếng vang. Lập tức thất sắc phật quang theo miệng bình bắn ra một đám lớn, trực tiếp nghênh đón tam sắc hỏa điều. Hỏa điều trong miệng phun ra ngọn lửa tam sắc, hai cánh cũng mở ra muốn phá vỡ phật quang, bay thẳng đến Ngân Bảo Tăng Nhân phía trên. Khi song phương tiếp xúc, phật quang đột nhiên lưu chuyển một trận, sau đó phóng to, thất sắc linh quang không ngừng xoay chuyển đem hỏa điều bao vây bên trong, liền quay trở về bình ngọc. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, giống như bình ngọc này căn bản là khắc tinh của tam sắc hỏa điều vậy. Ngân Bảo Tăng Nhân thấy vậy thần sắc mới buông lòng một chút, nhưng lại lập tức nhìn hướng ngân bình trong không trung một cái. Bảo vật này run lên, phật quang lại phun ra một đám. Mục tiêu lần này là tử sắc hỏa lãng theo sát phía sau tam sắc hỏa điều. Xem ra hắn định dùng bảo vật này đem tử la cực hỏa thu vào trong bình. Nhưng đúng lúc này, phía đối diện bỗng nhiên vang lên thanh âm nhàn nhạt bạo ngân bình nguyên bản đang huyền phù trong không trung, đột nhiên phía ngoài mặt bình ngân quang lay động kịch liệt. Đồng thời dường như trong bình vang lên tiếng sấm nổ vang rền truyền ra, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Bất hảo, Ngân Bảo Tăng Nhân thần niệm vừa đảo qua ngân bình, dường như phát hiện sự tình kinh khủng nào đó, thất thanh đứng lên. Lập tức bạch liên phía dưới chân vị cao tăng âm lôi tông này nhoáng lên một cái, nhân hình theo đó lóe lên biến mất. Chỉ còn lại trên không trung tòa đại liên lớn vài thước không ngừng chuyển động cùng hư ảnh đang bị giam cầm. Mà ngay khi Tăng Nhân sử dụng biện pháp kim thiền thoát xác thì linh quang trên ngân bình chớp động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngân bình hoàn toàn bạo liệt, một quầng sáng tam sắc thình lình hiện ra tại hư không, tam sắc phù văn hơi chuyển động, thể tích vầng sáng cuồng trướng mấy lần, đem bạch liên cùng hư ảnh kim cương bao phủ toàn bộ vào bên trong. Kim sắc hư ảnh đang bị hỏa liên giam giữ trên không trung nên căn bản không thể di động mảy may. Hư ảnh ở trong tam sắc hỏa diễm hơi chống cự một chút rồi xèo xèo một tiếng hoàn toàn biến mất. Về phần bạch liên lại càng không chống đỡ nổi, vừa bị tam sắc hỏa diễm bao phủ liền lập tức hôi phi yên diệt. Cách đó ngoài 30 trượng, bạch quang chợt lóe, thân hình Ngân Bảo Tăng Nhân hiện lên. Nhưng ngay khi hư ảnh kim cương vừa bị tiêu diệt, trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, miệng phun ra vài ngụm máu, kim sắc trên da ảm đạm đi rất nhiều, giống như bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Kim cương hư ảnh kia vốn là bổn mạng pháp bảo của hòa thượng, cùng chung máu huyết với cơ thể nên cũng bị ảnh hưởng lây. Hàn Lập mặt không chút biến sắc, pháp quyết trong tay vẫn thúc giục, tử sắc hỏa lãng biến đổi phương hướng, huyễn hóa biến lớn thành hơn 10 trượng tạo thành một tử sắc hỏa mãng đánh về phía hòa thượng vừa trốn thoát. Tuy chưa bổ nhào vào Tăng Nhân nhưng xung quanh đó hàn khí bỗng tăng lên, nhiệt độ hạ thấp cực nhanh, không gian bốn phía đều có cảm giác như đồng tụ lại thật quỷ dị. Dưới chân Ngân Bảo Tăng Nhân chợt lóe bạch quang, từ hư không xuất hiện đóa bạch liên như lúc trước, hai chân tuy chưa động nhưng ở trên bạch liên bạch quang chớp động, liền lùi về sau hơn 10 trượng, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười khổ, dừng tay, không cần tiếp tục nữa, Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, lão nạp cam bái hạ phong. Ngân Bảo Tăng Nhân vừa cùng Hàn Lập chính thức giao thủ liền chủ động nhận thua, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hư ảnh bị hủy, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tức rẻ.
Ngân bình kia năm đó hắn thu được cũng không hề dễ dàng, là một kiện bảo vật Phật môn đỉnh giai thế nhưng sau khi luận bàn một hồi liền bị hủy. Điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy buồn bực, sao còn dám tiếp tục giao thủ. Huống chi, tuy rằng song phương cũng không xuất toàn lực nhưng Hàn Lập thần thông rõ ràng chiếm thượng phong. Với thương thế của hắn khiến nguyên khí đại thương, tự nhiên không muốn tranh đấu nữa. Hàn Lập nghe nói vậy, ánh mắt chớp động vài cái, mỉm cười hướng phía xa vẫy tay một cái. Thân hình tử sắc hỏa mãng chợt ngưng lại, sau một trận quay cuồng thì tử diễm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại viên châu màu trắng vẫn đang huyền phù trong không trung. Sau đó thần niệm Hàn Lập vừa thúc giục, bảo vật này cùng hỏa ti đang trong hình dáng hỏa liên hiện lại nguyên hình, bắn nhanh trở về. Hai bảo vật này chớp động vài cái liền biến mất trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập ôm hai tay hướng tăng nhân đứng đối diện bình thản buông lời đa tạ, sau đó từ từ rơi xuống. Nghênh đón Hàn Lập ở cửa điện là những ánh mắt kính sợ. Tuy rằng đều là đại tu sĩ nhưng Hàn Lập vừa ra tay liền dễ dàng đánh bại Nguyên Chí Hòa Thượng, điều này chính Sán Khổ đang đứng bên dưới cũng không đoán trước được. Mà ngay cả thiếu niên Diễm Trúc Tăng Nhân giờ này cũng nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt mất tự nhiên, không còn thong dong như trước nữa. Xem hai vị đạo hữu tranh đấu thật sự làm cho tại hạ đại khai nhãn giới, Sán Mỗ thật hy vọng về sau cũng có thể tiến đến cảnh giới như vậy. Nếu Hàn đạo hữu đã chiến thắng, bản các chủ tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ta sẽ cử người đem bí thuật luyện chế giới từ không gian đến ngay. Tuy rằng Ngân Bào Tăng Nhân không đánh thắng được Hàn Lập nhưng vị các chủ thiên cơ các này vẻ mặt lại tươi cười, không có bộ dáng uể oải chút nào, không chờ Hàn Lập nói ra liền chủ động nói trước. Vậy làm phiền Sán các chủ. Hàn Lập lại cười nhạt trả lời. Sán Khổ sau khi sốt sáng đáp lời liền đưa ra một khối lệnh bài giao cho một vị kết đan kỳ tu sĩ đứng gần đó cẩn thận phân phó vài tiếng. Người nọ sau khi cầm lệnh bài lập tức ly khai, bay thẳng vào phía bên trong. Không gian này ngoại trừ không trung bên ngoài thiên cơ điện thì trên mặt đất còn có rất nhiều lầu các tinh mỹ ẩn hiện bong người đi lại. Nhưng những người này tự hồ đã sớm được phân phó trước. Cho dù vừa rồi Hàn Lập cùng Ngân Bảo Tăng Nhân đại chiến một hồi thì phía dưới vẫn không có ai thực sự lộ diện. Người vừa cầm lệnh bài bay đi, đảo mắt một cái biến mất vào trong đám lầu các bên dưới. Hàn Lập lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này Ngân Bảo Tăng Nhân sau khi điều tức một hồi trong không trung liền hạ xuống dưới. Từ trong tay áo lấy ra một chai thuốc nhỏ màu trắng đổ ra một viên đan dược màu hỏa hồng rồi ăn vào bụng. Nguyên Chí đại sư không có gì đáng ngại chứ? Hàn Lập mở miệng hỏi một câu. Không có gì, ăn đan dược này vào xong chỉ cần tĩnh tâm mấy tháng là có thể như trước rồi. Nhưng Hàn đạo hữu này, kiện vũ phiến trong tay đạo hữu thật không phải bảo vật bình thường. Ta đây có là Hán Kim Thân, tự mình đón đỡ pháp bảo đỉnh cấp cũng không có gì đáng ngại. Nhưng dưới một kích nhẹ nhàng của phiến này lại không chống lại được. Xem ra không phải là một kiện linh bảo thì cũng là một kiện phòng chế phẩm linh bảo. Có phiến này trong tay, tại nhân giới chỉ sợ rất ít người dám đỡ một kích này của đạo hữu Nguyên Chí Hòa Thượng. Vừa thấy Hàn Lập thì vị đại tu sĩ Lôi Âm Tông này cũng không cười, cũng tựa hồ không để ý đến thương thế, ngược lại thần sắc có vẻ tự nhiên. Đại sư thật là nhãn lực hơn người, bảo vật này của tại hạ đích xác là một kiện phòng chế phẩm linh bảo. Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không thèm để ý Hòa Thượng mà trả lời. Tăng nhân nghe vậy, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng nhưng bỗng nhiên nở nụ cười, vừa mở miệng định nói điều gì nhưng Sán Khổ bên cạnh lại nói trước. Hai vị đạo hữu, nếu không ngại chúng ta cùng vào trong điện rồi nói tiếp. Mặt khác tại hạ vừa kiếm được một hũ thiên địa linh tử, Tân Long Ngâm. Nghe nói tu sĩ uống vào một ngụm liền có thể bằng với khổ tu một tháng, nhưng trọng yếu nhất là linh tử này hương vị tuyệt đối là cực phẩm. Nếu không ngại chúng ta cùng vào nhấm nháp và chén bàn lão già trà sát hai tay, cười nói. Trong giờ phút này, Sán Khổ dường như là một lão gia hiếu khách, không còn chút bộ dáng chủ nhà nữa. Tân Long Ngâm, bần tăng cũng từng nghe nói qua loại linh tử này, nghe nói loại kỳ quả đầy ủ ra loại linh tử này tại nhân giới đã tuyệt chủng rồi. Lại nghe nói rượu này hương thơm vô cùng, các loại linh tử khác vô pháp sánh bằng. Hắc hắc, đạo hữu không cần cảm thấy kỳ quái. Lão nạp tuy rằng một thân Phật môn nhưng đối với các loại linh tử cũng có chút hiểu biết. Năm đó Sán Khổ đạo hữu phải dùng hơn 10 đàn thượng cổ linh tử mới dụ dỗ được lão tăng làm khách khanh trưởng lão. Chẳng qua Hàn đạo hữu đừng vì vậy mà xem lão tăng là một vị rượu thịt hòa thượng. Các giới luật còn lại bần tăng đều tuân thủ nghiêm chỉnh. Nguyên Chí vừa nghe lời này thì thần sắc vui vẻ, lập tức nhìn Hàn Lập với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại nói giỡn. Giọng nói tràn đầy thiện ý. Hàn Lập nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng lại chỉ cười mà không nói. Đoàn người liền đi vào trong đại điện. Trên không trung, một đạo thanh quang từ từ đi tới. Thanh quang mênh mông bao quanh một gã thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một khối ngọc giản màu đỏ nhạt, trên mặt lộ ra vẻ cười thản nhiên. Người này đúng là Hàn Lập vừa mới rời khỏi thiên cơ điện không bao lâu. Khối ngọc giản trong tay tự nhiên ghi lại phương pháp bí thuật luyện chế không gian giới tử. Không nghĩ tới không gian giới tử thanh danh lớn như vậy mà phương pháp luyện chế cũng không phức tạp lắm. Phần lớn tài liệu cần thiết đều là loại bình thường. Nếu như vậy thì việc luyện chế không gian giới tử cũng không nói là khó khăn. Hàn Lập vừa độn quang vừa thì thào. Hắc hắc, cái này mà cũng gọi là không gian giới tử sao? Ta thấy nhiều lắm cũng chỉ là chỗ có thể định vị truyền tống trận trong khe không gian mà thôi. Không gian giới tử chân chính có thể mang theo bên người, cũng có thể tùy thời tiến vào trong. Bên tai Hàn Lập đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng. Lời này của đạo hữu cũng có lý, nhưng mà nhân giới tu sĩ chúng ta lại có năng lực luyện hóa ra bảo vật dạng này sao?
Chính đạo hữu nói linh bảo trong tay ta là Hắc Phong Kỳ cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng là bảo vật không gian thôi, không thể xưng là không gian giới tử sao? Hàn Lập cũng không đồng ý nói. Lời này thật ra cũng có lý. Theo ta được biết thì cho dù tại linh giới, chân chính không gian giới tử cũng chỉ tồn tại một số ít, mà mỗi một cái không gian giới tử trí bảo đều cơ hồ ở trong tay những người tối cao tại linh giới, nếu không đã sớm có người lấy trộm. Nếu có bí thuật luyện chế không gian trong tay, ngươi có hay không tiếp tục đi đoạt quỷ la phiên của Âm La Tông kia? Chẳng qua, đạo hữu chẳng lẽ muốn trực tiếp xông lên núi sao? Đồng tử cười khẽ hỏi ngược lại. Trực tiếp xông lên núi, điều này tự nhiên sẽ không xảy ra. Cho dù hiện tại Âm La Tông chỉ có một gã đại tu sĩ, nhưng dù gì cũng là một trong thập đại tông ma môn, ai biết được trong đó có bố trí cấm chế lợi hại nào không, hay còn ẩn tàng cả sát thủ. Âm La Tông cũng là cổ tông môn truyền thừa, ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đâu. Hàn Lập lắc đầu nói. Ý của đạo hữu là rất đơn giản, Cầm Tạc Tiên, Cầm Vương, trước tiên giải quyết Âm La Tông tông chủ, những người còn lại, anh trưởng lão thì có biện pháp tốt rồi. Hơn nữa trước đó chúng ta đã nghe ngóng trước rồi, những năm gần đây có không ít đại ma đạo tông môn nhòm ngó địa vị của Âm La Tông. Vị Âm La Tông tông chủ này gần đây tựa hồ xuất môn thường xuyên, chỉ cần tìm đúng cơ hội gặp mặt bên ngoài thì phục kích giết. Khi không có đại tu sĩ chủ trì thì cho dù Âm La Tông có cấm chế lợi hại thì cũng không cần cố kỵ quá mức. Chẳng qua trước khi động thủ nên tìm những mục tiêu khác xuống tay trước, mỗi khi ra tay thời gian cũng không được quá lâu, vạn nhất tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện nhúng tay vào thì hỏng việc. Thanh âm Hàn Lập âm trầm vang lên. Điều này cũng đúng, nhân giới đại tu sĩ cố nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ngươi thật sự gây chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ bọn người kia sẽ không thể ngồi yên được. Đồng tử mỉm cười. Lúc này Hàn Lập cũng không nói gì, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh. Thu ngọc giản trong tay lại, tốc độ độn quang chợt tăng lên gấp bội, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng. Hơn nửa năm sau, trên đám núi vô danh ở chỗ giao nhau giữa vùng hoang dã và quận Phong Châu đang diễn ra một cảnh chém giết lớn. Ước chừng có 5-6 tu sĩ hắc bảo đang chỉ huy hơn 1000 đồng giáp luyện thi vây quanh mười mấy tên tu sĩ mang quần áo khác nhau, liều mạng công kích. Những đồng giáp thi này đều có cấp bậc không thấp, hơn nữa cùng ra tay với đám hắc bảo tu sĩ. Kết quả là thi khí ngập trời, ngoại trừ vài tên tu sĩ kết đan kỳ, những người còn lại đều bị đám đồng giáp thi này cắn nuốt. Những tên tu sĩ còn lại cũng tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hú dài từ chân trời vang lên, tiếng hú vang chín tầng mây làm cho chúng tu sĩ đang tranh đấu nghe thấy trong tai đau rát một trận. Đồng thời tiếng hú càng lúc càng đến gần, các hắc bảo tu sĩ đang vây công nghe thấy tiếng huyết gió này thì sắc mặt đại biến, mà mấy người đang bị vây công thì tinh thần đại chấn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy tại chân trời xa xa linh quang chớp động, ẩn hiện truyền tới tiếng sấm, một đoàn ma vân màu xanh biếc đang gào thét bay đến. Ma vân này lớn chừng một mẫu, độn tốc nhanh cực kỳ, trong chớp mắt đã bay được hơn trăm trượng, đến gần nơi các tu sĩ đang tranh đấu. Ta đang tự hỏi ai dám mang người đánh lén bổn tông. Nguyên lai là huyết cốt môn đạo hữu. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng phía trên không trung truyền ra, hắc quang chợt lóe, một bóng người mơ hồ hiện lên. Người này hai tay áo phất phơ, hóa thành một đạo hôi quang lóe lên, hướng thẳng đến ma vân đối diện bắn nhanh mà đi. Phòng lão ma phía đối diện vang lên một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự đổi hướng phi độn nhanh về phía sau mà đi. Hừ, đạo hữu nếu đã tới địa giới của bổn tông sao lại rời đi? Một tiếng hơi lạnh truyền ra, lập tức tiếng xé gió nổi lên, hôi quang biến ảo, hóa thành màu đen như mực, đồng thời tốc độ bay cũng tăng lên gấp đôi. Hai người một trước một sau trong chốc lát công phu liền độn ra hơn trăm lý, biến mất vô ảnh vô tung về phía chân trời. Những hắc bảo tu sĩ thấy như vậy thì trong lòng yên ổn trở lại, đồng thời thúc giục các đồng giáp luyện thi tiếp tục công kích ngày càng mãnh liệt. Mà các tu sĩ đang bị vây công vừa nghe thấy tên phòng lão ma thì sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng liều mạng ra tay sát thương được không ít đồng giáp luyện thi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắc bảo tu sĩ diệt sát sạch sẽ. Sau đó đám hắc bảo tu sĩ từng người lấy ra một cái bao da đen thu đem tất cả đồng giáp luyện thi thu vào trong, sau đó vẫn không vội vã rời đi mà đứng tập trung lại một chỗ khe khẽ trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa xa xem xét. Không biết bao lâu, tại trên trời linh quang chớp động, một đạo ô hồng xuất hiện hướng bên này bắn nhanh mà đến. Đám hắc bảo tu sĩ vốn đang nói chuyện với nhau lập tức ngừng lại, phân khai thành hai hàng đứng đón. Hắc quang chợt lóe, ô hồng hiện lên trước mặt mấy người này, hiện ra một bóng người ẩn hiện trong một cái lồng bằng hắc khí. Tham kiến tông chủ, đám tên hắc bảo tu sĩ lập tức hành đại lễ đón chào, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ. Đám người huyết cốt môn các người xử lý sạch sẽ chưa? Nhân ảnh trong hắc khí nhàn nhạt nói một câu. Tông chủ yên tâm, huyết cốt môn có tất cả 73 người lèn vào bổn môn, tất cả đã bị diệt sát, không có ai chạy thoát. Một lão già thân hình cao lớn tiến lên phía trước vài bước, sau đó kính cẩn trả lời. Tất hỏa trưởng lão huyết cốt môn đã bị ta hủy diệt thân thể, còn nguyên anh của hắn thì đã chạy thoát. Sau chuyện này huyết cốt môn sẽ không dám dễ dàng tiến công bổn môn nữa. Nếu không phải bổn môn nhân thủ không đủ thì bản tông chủ còn muốn trực tiếp tiến đánh huyết cốt môn nữa. Nhân ảnh âm lãnh nói. Đám hắc bảo tu sĩ đều không dám tiếp lời, chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ phân phó. Nhân ảnh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng phân phó.
nơi này tạm thời cũng không có chuyện gì, các ngươi trở về trước đi, ta còn có một số việc phải giải quyết, có thể mất một ít thời gian. Tuân mệnh, những hắc bào tu sĩ đó tất nhiên không dám phản đối, đều tuân lệnh. Sau đó nhân ảnh chăm chú nhìn đám hắc bào tu sĩ này từng người một hóa thành từng đạo đạo độn quang màu sắc khác nhau bay đi, cuối cùng biến mất tại chân trời. Trên bầu trời vùng phụ cận chỉ còn lại một bóng người đang huyền phù giữa không trung. Hắn nhìn hắc khí nơi phương xa, không nhúc nhích, không biết sau bao lâu mới mở miệng nói, đạo hữu ẩn nấp một thời gian xem náo nhiệt, cũng nên hiện thân đi, chẳng lẽ muốn phòng mộ bức người xuất hiện sao? Vừa dứt lời, nhân ảnh hướng đầu nhìn về một hướng không có một bóng người, khẩu khí bất thiện nói, ồ, phong đạo hữu thật không hổ danh là Âm La Tông tông chủ, như thế vẫn có thể phát hiện ra tại hạ, nhưng đuổi hết môn hạ đệ tử mới làm bại lộ hành tung của Hàn Mỗ, đạo hữu sợ chuyện này ảnh hưởng đến các đệ tử sao? Thanh âm của một nam tử xa lạ truyền đến, lập tức thanh quang chợt lóe, một gã nam tử mang một thân thanh sam, hai tay chắp sau lưng xuất hiện, người này đúng là Hàn Lập mà trong hắc khí kia tất nhiên là vị Âm La Tông tông chủ kia, mục tiêu của hắn trong chuyện này. Lại nói tiếp, Hàn Lập để có thể chuẩn xác chặn đường người này nên tự mình đến vùng núi non phụ cận tổng đàn của Âm La Tông giám thị, ước chừng mất khoảng nửa năm thời gian mới có được cơ hội này nên vẫn tiếp tục theo dõi. Là người Âm La Tông tông chủ vừa thấy bộ dáng của Hàn Lập, thân hình chấn động, lập tức hung hăng nhìn thẳng Hàn Lập một cái, tựa hồ đã nhận ra đối phương, xem ra phòng tông chủ cũng đã nhận ra tại hạ. Hàn Lập ánh mắt bình tĩnh lạ thường, sắc mặt vẫn bình thường, người quả nhiên đã tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ, xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ muốn giết ta sao? Hắc khí trên người Âm La Tông tông chủ tiêu tán lộ ra một bộ dáng niên kỷ ước chừng 28 tuổi, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt ẩn ước bích quang chớp động, có vẻ yêu dị cực kỳ. Không tồi, ta nếu đã xuất hiện tại đây thì trong hai ta chỉ có thể có một người có thể sống sót. Hàn Lập từ từ nói, thần thái vẫn bình thường mà nói, dường như đang nói chuyện với một vị bằng hữu vậy. Hào, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta thế nào cũng phải tìm đến Thiên Nam tìm người tính toán nợ cũ. Khắp nơi đang truyền lưu sự tình Càn Lão Ma cùng Tiểu Cực Cung Hàn Ly đã vẫn lạc trong tay ngươi. Nói thật, ta căn bản có chút không tin, cho nên nhân tiện ngươi tự mình tìm đến chịu chết, bản tông chủ còn cầu mà không được, thù giết vợ cùng các trưởng lão khác, bổn tông chủ tính luôn một lần. Âm La Tông tông chủ vừa nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì sắc mặt xa sầm xuống, nhưng hai mắt bích quang đại thình, sau đó lại cười như điên. Lập tức chỉ thấy thân hình vừa chuyển động, một cỗ đại hắc khí hiện lên xoay chuyển quanh người, trong nháy mắt đã đem thân hình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo bên trong truyền ra một trận tiếng quỷ khóc, vài thân ảnh cao lớn từ trong hắc khí quỷ dị đi ra. Tuy rằng hắc khí nồng đậm dị thường nhưng hai mắt Hàn Lập lam quang chớp động, đem yêu vật trong hắc khí xem xét rõ ràng. Đúng là một thân luyện thi ô giáp cao lớn, một con cầm hai cây giáo ngắn phát ra hoàng quang, hai con thì cầm một thanh trường thương màu xanh biếc, con cuối cùng lại khiêng một thanh lang nha bổng màu xám bạc thật lớn. Trên mặt đám luyện thi này lộ ra một đám răng nanh, hai mắt lục quang chớp động, tựa hồ như là thi vương, đại khái đều có tu vi cấp bậc nguyên anh kỳ. Đặc biệt là con khiêng lang nha bổng kia trên người thi khí nồng đậm dị thường, tựa hồ đã có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng cũng ngạc nhiên nhưng lại không lo sợ chút nào, không nói lời nào lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ đen thui rồi ném vào không trung, hai tay bấm pháp quyết liên tục, năm đạo hôi bạch chi khí từ trong bình xì ra, sau khi biến ảo thành đủ các loại hình dáng liền ổn định thân hình, nhanh nhanh múa vuốt và phát ra một trận cười quái dị, đồng thời ma khí màu xám trắng trên người tỏa ra nồng nặc, bộ dáng hung ác dị thường. Ngũ tử đồng tâm ma, Âm La Tông tông chủ đứng đối diện vừa thấy ngũ ma, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn cùng Càn Lão Ma làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, lại như thế nào nhận thức không các ma đầu mà Càn Lão Ma đã tỉ mỉ luyện chính ngày đó. Nhưng ngay thời điểm đối phương đang kinh nghi, Hàn Lập thúc giục pháp quyết, trong tay ngũ ma hiện lên hai cặp cốt đao, không chút do dự hung hăng đánh tới. Đi, sự tình lúc này không cho phép có sự chần chờ, Âm La Tông tông chủ chỉ có thể cắn răng ra lệnh cho tam thi phản công, ba con ô giáp luyện thi trong hắc khí liền vọt ra, không cam lòng yếu thế hung hăng đánh về phía ngũ ma, mà vị Âm La Tông tông chủ tay áo lại run lên, một viên châu màu đen rơi vào lòng bàn tay. Tay kia lật lại, một phiến lụa màu vàng đồng dạng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng chưa chờ vị Âm La Tông tông chủ tế ra đồ vật thì tam thi cùng ngũ ma đã giao thủ với nhau trước. Ba cỗ giáp thi vừa khi ra tay thì trong miệng phun ra ba cỗ lục khí, tuy chưa đánh lên người ngũ ma nhưng đã nghe thấy một mùi tanh hôi truyền đến, chính là thi độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trong bụng. Nếu là tu sĩ bình thường bị thi độc này đánh trúng thì một thân tu vi hơn nửa là uổng phí, nhưng ngũ ma cũng không phải là nhân loại, đối với loại thi độc này cũng không hề tránh né mà đồng dạng cũng há miệng phun ra năm cỗ hàn diễm màu sắc khác nhau. Hiện tại cũng không phải là lúc luận bàn tu vi nên Hàn Lập đối với vị Âm La Tông tông chủ này tất nhiên không cần nương tay, cho nên vừa khi ngũ ma động thủ liền dùng ma diễm cực hàn đã luyện được, năm loại ma diễm vừa gặp nhau liền hóa thành một biển lửa ngũ sắc cuồn cuộn tiến lên, chẳng những đem thi độc thổi bay mà một đạo hỏa lãng cực đại đem tam thi bao vào trong.
Ba con hung thần ác sát Ô Giáp Thi Vương hiện tại tái hiện bộ dáng ngũ ma đối đầu với ba cỗ khâu lâu của lục đạo cực thành lúc trước. Tam Thi ở trong hỏa diễm ngũ sắc thì tỏ vẻ thong thả vô bì. Chẳng qua Tam Thi cũng có chút bản lãnh, tuy rằng nhất cử nhất động đều tỏ ra khó khăn nhưng quanh thân lại thả ra thì khí đen như mực, cực lực ngăn cản hàn diễm lại, vì thế cũng không lập tức bị hàn diễm bao lại. Ngũ ma thấy vậy cũng không vội xông lên phía trước, ngược lại còn lùi ra sau mấy trượng, chỉ cố gắng mở to miệng hết sức, phun ra từng đạo ma diễm cực hàn không cho Tam Thi thoát ly khỏi ngũ sắc hàn diễm đang bao vây. Thấy vậy sắc mặt của Âm La Tông tông chủ khó coi dị thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc mình vất vả mấy trăm năm cùng mấy vạn đồng giáp luyện thi tỉ mỉ đào tạo ra ba con Ô Giáp Thi Vương, tuy thần thông cũng không phải là kinh người nhưng thân thể lại rắn chắc như kim cương, thế mà lại bị một kích của Ngũ Tử Đồng Tâm Ma ngăn chặn, một thân thần thông căn bản không thể thi triển nửa phần. Nhưng ngũ ma này phun ra ngọn lửa rốt cục là loại gì? Ngũ ma này rõ ràng chính là của Càn Lão Ma, như thế nào mà năm đó lại bị đối phương cướp được, lại còn nảy sinh thần thông kinh người như vậy? Âm La Tông tông chủ tâm niệm mau chóng trở lại, trong lòng nảy sinh vài dự cảm không ổn, nhưng hai bảo vật trong tay vẫn không chút do dự hướng không trung ném đi. Mảnh lụa vàng xoay tròn trong không trung một cái liền hóa thành một lớp tì võng bao phủ hơn 10 trượng, dường như có thể che trời, đem cả Hàn Lập và ngũ ma bao vây vào trong. Viên cầu màu đen kia không chút bắt mắt nào từ từ bay ra đuổi theo sát sau tì võng. Hàn Lập khẽ cau mày nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều, miệng hé ra phun ra một tiểu đỉnh màu xanh, một tay hướng tiểu đỉnh vỗ một cái, linh quang chớp động, một mảnh thanh tì bắn lên tận trời hóa thành một dải thanh hà, đem tì võng kia chắn lại trong không trung làm cho tì võng không thể hạ xuống được. Đồng thời hai tay hắn nhoáng lên một cái, tam diễm phiến cùng bát linh xích lập tức xuất hiện, bát linh xích hướng đối diện nhoáng lên một cái, phía dưới viên cầu màu đen liền hiện ra một đoàn ngân liên. Uy lực viên cầu chưa kịp phát ra đã bị ngạnh kháng ở xa, không thể tiến lên nửa bước. Tuy rằng Hàn Lập không biết viên cầu rốt cuộc là loại bảo vật gì nhưng vừa thấy nó bay tới trong nháy mắt thì cũng cảm thấy hết hồn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước hết cứ dùng bát linh xích giam cầm viên cầu này lại rồi tính sau. Âm La Tông tông chủ vừa thấy cảnh này vội vàng dùng thần niệm thúc giục liên tục viên cầu, muốn thu hồi bảo vật này nhưng dường như đã bị đóng dinh tại hư không, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho trong lòng lão ma mắng to không thôi. Phải biết rằng viên cầu này rất có lai lịch, hắn không tiếc vật dụng ấy, nguyên bản nghĩ rằng thừa dịp Hàn Lập không kịp phản ứng mà ra tay, có thể khiến đối phương bị trọng thương không chừng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ linh cảm của Hàn Lập lại nhạy cảm như thế, không cho viên cầu lại gần người liền ra tay trước chế trụ bảo vật này. Từ đó, các tính toán của hắn tất nhiên thất bại. Mà đúng lúc này, Hàn Lập đang đứng đối diện cũng bắt đầu ra tay. Một tiếng sấm vang lên, sau lưng Hàn Lập hiện ra một đôi cánh màu trắng, nhẹ nhàng lay động, nắm chặt tam diệm phiến trong tay biến mất không thấy tăm tích. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem các phần sau nha.